Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Amen. À, chúng ta tiếp tục phản hồi lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta, và lời của Chúa luôn luôn nhắc nhở để chúng ta có thể nhận lãnh mọi lời hứa mà Đức Chúa Trời ban cho. Amen. Amen. Chúng ta nhớ sáng ký đoạn 12 không ạ? Nói gì ở đây? Ban phước cho Abraham. Amen. À, Chúa bảo Abraham, con hãy rời bỏ quê hương, dân con và nhà cha con để đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho con thành một nước lớn. Ta sẽ ban phước lành cho con và làm nổi danh con, và con sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước lành cho ai chúc phước con, và rủa xả kẻ nào miền của con. Tất cả các dân tộc trên thế giới sẽ nhờ con mà được phước. Abraham đi theo đúng lời của Chúa truyền bảo. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa thân linh ơi, xin dạy dỗ chúng con trong thời giờ này. Chúng con biết là Ngài chính là tác giả của Kinh Thánh, và Ngài là đấng mở mắt mở lòng của chúng con để chúng con có thể thấu hiểu được lời của Chúa Trời. Chúng con có đức tin ra lời của Đức Chúa Trời, và chúng con sẽ nhận lãnh và phước lành nơi lời Đức Chúa Trời ban cho chúng con. Nguyện lời của Ngài là thần linh và sự sống cho chúng con trong thời giờ này. Chúng con dâng thời giờ còn lại trong tên Chúa và cầu nguyện dâng Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Vừa rồi thì Đại hội Phục Hưng Á Châu, chúng ta có một cái đề tài, đó là Việt Nam là nguồn phước cho nhiều dân tộc. Việt Nam không đi xin nữa, nhưng mà Việt Nam phải là nguồn phước. Amen. Việt Nam phải là ban cho. Amen. Amen. Hội thánh của chúng ta cảm ơn Chúa vì những ngày tháng trôi qua chúng ta đứng trên lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta sống bằng đức tin của mình. Amen. Chúng ta sẵn sàng dâng hiến, sẵn sàng ban cho. Và chúng ta phải là hội thánh của Chúa, là nguồn phước. Amen. Cho nhiều dân tộc. Amen. 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 Chúng ta muốn hội thánh của Chúa là nguồn phước cho nhiều dân tộc không? Amen. Chúng ta là những người nguồn phước cho nhiều dân tộc bởi vì có Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Amen. Amen. Đức Chúa Trời đã đấng ban phước cho chúng ta, và chúng ta trở thành ống dẫn phước lành đó tuôn đổ qua nhiều nơi, nhiều chỗ khác. Chúng ta đi đến đâu thì phước lành của Chúa đến đó. Amen. Amen. À, chúng ta đến nơi nào thì nơi đó được tự do. Chúng ta đến nơi nào thì nơi đó có thể được chữa lành, được giải cứu và được giải phóng hoàn toàn ra khỏi sự nô lệ từ nơi ma quỷ. Amen. Amen. Này Chúa là nguồn phước cho chúng ta, và chúng ta trở thành nguồn phước cho nhiều dân tộc. Ở đây chúng ta thấy có một số điều ở đây, tức là sự kêu gọi của Chúa và lời hứa kèm theo. Rồi người được kêu gọi cần phải làm theo lời của Chúa phán dạy. Amen. Sẵn sàng làm theo mọi điều Chúa phán dạy để đem lấy sự phước lành cho gia đình của chúng ta, cho hội thánh của Chúa và cho các dân tộc trên thế giới này. Amen. Chúa Giêsu vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự, và từ đó thì Đức Chúa Trời làm cho danh Ngài cao hơn tất cả mọi danh. Amen. Và qua đó hội thánh của Chúa sở hữu được dân của Chúa Giêsu để cầu nguyện. Bởi dân Chúa Giêsu thì Đức Chúa Trời ban cho, bởi dân Chúa Giêsu thì quyền phép xảy ra, đem cái sự giải cứu, đem cái sự chữa lành cho nhiều người khác. Và phước lành của chúng ta là qua dân của Chúa Giêsu. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy được rằng là Đức Chúa Trời đã kêu gọi Abraham. Chúa bảo Abraham,
hãy rời bỏ quê hương dân con và nhà cha con để đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Đây là lời kêu gọi mà Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham, được gọi là tổ phụ của những người đức tin, tổ phụ của dân Israel và tổ phụ đức tin của những người tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu. Hãy ra khỏi quê hương dân con và nhà cha con để đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Abraham được kêu gọi ra khỏi nơi thờ lại hình tượng, và dân số ký đoạn 24 nói rằng là Chúa kêu gọi tổ phụ của Israel ra khỏi nơi thờ lại hình tượng để thờ phượng Đức Chúa Trời, để đến một nơi khác. Và chúng ta thấy rằng là Abraham đã vâng theo tiếng gọi của Chúa, Abraham đi theo đúng theo lời mà Chúa truyền bảo. Amen. Amen. À, ông đi mà không biết mình đi đâu. Một con người ở trong một quê hương, giữa vòng cha mẹ, giữa vòng bà con anh chị em yêu dấu, quê hương rất là thân thương, nhưng mà bây giờ theo tiếng gọi của Chúa để đi ra một cái xứ mà mình không biết cái xứ đó như thế nào cả, nhưng mà vẫn đi. Amen. Amen. Đây là một cái quyết định rất táo bạo của Abraham. Amen. Amen. Nếu Abraham không đi, ngày hôm nay chúng ta không được phước đâu. Nếu Abraham không đi thì không có Israel, không có một cái dân tộc được lựa chọn trước mặt Đức Chúa Trời. Amen. Và nơi ấy, Israel đó, Chúa Giêsu đã sinh ra. Amen. Amen. Và Chúa Giêsu là một con người vâng phục Đức Chúa Trời trọn vẹn, Ngài vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Và hậu thánh của Chúa đã tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa, và qua Chúa Giêsu mọi phước lành của Đức Chúa Trời sẽ tương đổ và đời sống của những người tin. Amen. Amen. Mỗi một đời sống chúng ta ngày hôm nay, và chúng ta suy gẫm lại, chúng ta cũng có một cái quyết định rất là táo bạo, phải không ạ? Amen. À, đó là ra khỏi quê hương nơi bà con của chúng ta. Amen. Ra khỏi nơi cái xứ thờ lại hình tượng. Amen. Nhiều lúc là chúng ta vẫn đang ở đó, nhưng mà chúng ta đã thật sự ra khỏi rồi. Amen. Chúng ta ra khỏi xứ thờ lại hình tượng rồi. Amen. Amen. Chúng ta ra khỏi những sự thờ lại người chết và thờ lại ma quỷ, để chúng ta có thể thờ phượng một Đức Chúa Trời thật sống. Đây là một quyết định táo bạo mỗi đời sống chúng ta đã quyết định. Amen. À, chúng ta biết được rằng khi chúng ta đi theo Chúa thì có nhiều nan đề xảy ra trên cuộc đời của chúng ta. Người đời có thể khinh chê, người ta gọi chúng ta là điên cuồng, hay là gọi chúng ta là một người bỏ ông bỏ bà, và bỏ rất là nhiều điều. Nhưng mà thật sự chúng ta không có bỏ ai cả. Phải không ạ? Người ta bỏ mình thì có, nhưng mà không có ai hết. Amen. Khi đi theo Đức Chúa Trời là phải quyết định một cách táo bạo, và nếu chúng ta không quyết định một cách mạnh mẽ để bước đi với Đức Chúa Trời thì chúng ta không thể nào có thể đi theo Chúa một cách trọn lành được. Có nhiều người thì hàng hai đi theo Chúa mà thế gian cũng vẫn theo Chúa rồi, nhưng mà thờ cúng ông bà cũng vẫn thờ cúng hình tượng, vẫn thờ cúng và không muốn bỏ cái bàn thờ đó. Có nhiều người thờ lại Đức Chúa Trời của mình nhưng mà thờ lại ma môn nữa, không có trung thành với một cứu Chúa mà thôi. Chúa Giêsu dạy rằng là chớ làm tôi hai chủ, thờ Đức Chúa Trời và thờ ma môn. Chúng ta cũng không có ham hẳn. Chúng ta là nóng hẳn, nguội thì nguội hẳn. Còn nếu hâm hẳn thì sao? Ta thấy nhãn như thế nào? Cái người hâm hẳn là người khổ nhất. Bởi vì thờ Chúa chúng ta không có quyết liệt để thờ phụ một mình Chúa mà thôi. Nếu bị cám dỗ hay là nếu bị áp chế thì chúng ta lại làm vừa lòng người khác, và chúng ta không làm vừa lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta trở thành những người mà có cái gì cũng phải hết á. Thờ Chúa cũng phải, mà thế gian người ta nói cũng phải, cái gì cũng phải hết. Thì như vậy thì đời sống chúng ta chao đảo và trở thành một người hâm hẩm. Mà người hâm hẩm thì Chúa nói là Chúa sẽ nhả ra. Nên chúng ta phải quyết định như Abraham đã quyết định thờ phụ Chúa,
theo đường lối của Chúa, đi theo tiếng gọi của Chúa, là chúng ta sẵn sàng bước đi theo tiếng gọi của Chúa và quyết định chúng ta không có hầm hầm, chúng ta không có hàng hai. Amen. Thờ một mình Chúa mà thôi. Chúng ta sẵn sàng làm điều này không? Amen. Chúng ta có quyết định. Chúng ta thấy rằng những người hầm hầm rất là khổ sở. Thờ thượng Chúa, nhưng mà khi mà người ta tấn công là sợ người ta rồi bắt đầu có thể là trở lại với con đường cũ. Nhưng mà Chúa vẫn không bỏ. Ta bảo thờ thượng cũng phải thờ. Ta bảo đốt nhang cũng đốt nhang. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không có quyết định một cách chắc chắn. Chúng ta không tin cậy một cách hoàn toàn nơi Đức Chúa Trời của mình. Và từ đó chúng ta lại, Chúa chúng ta vẫn muốn thờ. Rồi thế gian bảo làm điều gì chúng ta vẫn làm. Điều đó là không đẹp lòng Chúa. Và Chúa không có che phủ chúng ta được. Chúa không bảo vệ chúng ta được. Nên chúng ta phải quyết định giống như Abraham là đi theo lời Chúa phán bảo. Amen. Nếu như vậy thì chúng ta trở thành một người có một quyết định rất là táo bạo. Khi chúng ta đã quyết định rồi, khi chúng ta đã dứt khoát rồi, thì sa băng nó không còn đeo đủ chúng ta được đâu. Amen. 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 Nhưng mà chúng ta hâm hầm, chúng ta dở dở, nó biết được và nó lôi kéo và có thể tấn công một cách mạnh mẽ làm chúng ta phải đau đớn. Nhiều lúc bị đau đớn rồi là chúng ta lại quay lui. Bởi vì thấy rằng là ta Chúa không bảo vệ mình. Phải không? Nhưng mà đó là do cái quyết định của mình. Cảm ơn Chúa. Chúa bảo với Abraham rằng là con hãy rời bỏ quê hương dân con và nhà cha con để đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi thì chúng ta biết được rằng là chúng ta được phước ấy. Amen. Được Chúa chọn lựa, một Đức Chúa Trời tối cao chọn lựa chúng ta đứng về phía Ngài. Đó là một phước lành mà Đức Chúa Trời ban cho, không bao giờ, không có thể nào bỏ qua cái cơ hội này được. Amen. Amen. Tại sao chúng ta có thể quyết định theo Chúa? Bởi vì chúng ta biết được là trong Chúa chúng ta có tất cả mọi sự. Amen. Trong Chúa chúng ta có sự sống đời đời. Trong Chúa chúng ta được phước có nhiều lần nữa mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Chúng ta quyết định đi theo Chúa, mà quyết định một cách mạnh mẽ, dứt bỏ tất cả những cái gì nó đeo bám trên đời sống của chúng ta. Amen. Những gì của quê hương, những gì của thế gian này nó đeo bám trên đời sống của chúng ta, thì chúng ta phải dứt điểm, đừng bao giờ liên tiếp gì đó. Bởi vì tất cả những cái gì vũ khí đó nó không đem lại phước lành cho chúng ta, mà đem đến cái sự rủa xả cho chúng ta. Amen. Amen. À, nên dứt khoát thì chúng ta sẽ được phước, mà không dứt khoát thì chúng ta rất là đau đớn, và Chúa cũng chờ đợi chúng ta có một sự dứt khoát đi theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời. Amen. Quý bạn chị em có thối lui không? Chắc chắn là không ai muốn thối lui, đúng không ạ? Đúng không ạ? Amen. À, chúng ta quyết định đi con đường theo Chúa là theo Chúa. Và theo Chúa thì chúng ta biết được rằng chúng ta được trở thành một dân tộc thánh cho Đức Chúa Trời. Amen. Được thánh hóa, được rửa sạch tất cả những gì của tội lỗi chúng ta, của gì hay chết, những công việc chết đã được thánh hóa hoàn toàn rồi, thì chúng ta là người thánh của Đức Chúa Trời, và chúng ta không trở lại với sự ô nhơ của thế gian này nữa. Thế giới này dưới sự cai trị của ma quỷ, và ma quỷ nó làm cho tất cả những người trong thế gian đầy dẫy sự ô nhơ trước mặt Đức Chúa Trời, nên Chúa Giêsu phải đến để chết thay cho chúng ta. Amen. Amen. Nên chúng ta cần phải hiểu được chương trình cứu chuộc mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, và khi Ngài đã chọn lựa, kêu gọi là sống của chúng ta rồi, thì hãy quyết định đi theo tiếng gọi của Chúa, và chúng ta không có quay trở lại nữa. Cầm cây thì không quay lại phía sau được. Amen. Amen. Đã đốt cày xẻ bò rồi thì không quay lại nữa. Amen. Đã coi như bỏ thuyền bỏ lưới rồi thì không quay lại nữa. Amen. Amen. Có những lúc có nhiều người quay lại giống như Phi-rơ và một số môn đồ cũng quay lại, phải không anh? À, nhưng mà chúng ta có những cái bài học đó rồi thì chúng ta đừng bao giờ quay lại con người cũ nữa, quê hương cũ kỹ nữa. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Và khi mà đã quyết định
theo đường lối của Chúa, theo tiếng gọi của Chúa, thì Chúa nói rằng ta sẽ làm cho con thành một nguồn, một nước lớn, ta sẽ ban phước lành cho con và làm nổi danh con. Amen. Ta sẽ cho con trở thành một nước lớn. Amen. Amen. Một dân tộc nho nhỏ, một gia đình nho nhỏ thôi, và trở thành một vương quốc. Amen. Amen. Chúng ta thấy nhiều lúc chúng ta dân Do Thái hình như là một nước nhỏ thôi, phải không? Nhưng mà chúng ta nhớ là chỉ có một gia đình thôi, nhưng mà trở thành một vương quốc. Amen. Đức Chúa Trời bảo vệ, Đức Chúa Trời cho sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất. Và chúng ta cũng thấy được rằng là Israel phạm nhiều lỗi lầm, rồi bị tiêu diệt rất nhiều, bị các nước thế giới người ta tiêu diệt, và phải trở thành một cái vương quốc mà tản lạc khắp nơi trên thế giới. Đó là bởi vì tội lỗi của họ. Họ không theo cái đức tin của tổ phụ, không theo Đức Chúa Trời mà tổ phụ họ đã đi theo, và họ đã bị đau đớn rất là nhiều. Nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn yêu thương, và Ngài cũng đem họ trở lại lập quốc. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Ta sẽ làm cho con thành một nước lớn. Amen. Chúng ta có tin rằng là hội thánh Môi-se trở thành một hội thánh lớn trong tương lai không? Amen. Nếu chúng ta không có khải tượng này thì chúng ta cứ tà tà như vậy và cứ như thế mà thôi. Nhưng mà nếu chúng ta theo lời hứa của Chúa là Đức Chúa Trời sẽ làm cho hội thánh của chúng ta trở thành một nước lớn. Amen. Amen. Mà nếu chúng ta suy gẫm thì chính đời sống của mình, con sẽ trở thành một hội thánh lớn. Amen. Thì chúng ta sẽ đứng vào một vị trí mà Đức Chúa Trời chọn lựa kêu gọi đời sống của chúng ta. Chúng ta sẽ đi ra để đem nhiều linh hồn trở lại với Chúa, và chúng ta sẽ thiết lập một thánh mới. Amen. Yêu lắm quá. Amen. Quý vị có thích thiết lập một thánh mới không? Amen. À, Chúa nói là ta sẽ làm cho con trở thành một dân lớn, một nước lớn, chứ không phải một nước nho nhỏ. Bởi vì Đức Chúa Trời phán hứa và Đức Chúa Trời ở với chúng ta, và Ngài cũng làm việc với chúng ta. Amen. Nên mỗi một anh chị em có những cái tư tưởng, có những cái khải tượng mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho anh chị em, là trở thành một sư, trở thành một giáo sĩ, trở thành một sứ đồ, hay một tiên tri, hay một giáo sư, thì chúng ta hãy bắt lấy khải tượng đó. Amen. Bởi vì Ngài kêu gọi Abraham như thế nào thì Ngài cũng kêu gọi mỗi đời sống chúng ta qua sự khải thị, qua kiến báo, qua kiến phán của Đức Chúa Trời. Amen. Và chúng ta hãy mạnh dạn đứng lên, quyết liệt có một cái quyết định táo bạo là ra khỏi quê hương của mình, và chúng ta tiếp tục nhận lãnh lời hứa của Chúa, đó là con phải trở thành một dân lớn. Amen. Con phải trở thành một dân lớn. Tất cả hội thánh là trong giáo hạnh của chúng ta có 400 người à, chưa có lớn gì cả, nhưng mà chúng ta phải quyết định phải trở thành một dân lớn như Chúa đã hứa. Amen. Amen. Mỗi một cái bạn chị em chúng ta là những người trưởng thành, là những người có khả năng, có quyền năng, có ân tứ của Chúa, để chúng ta có thể chinh phục những linh hồn tội nhân. Và Chúa nói là hãy dấy lên và sáng lòe ra, vì sự sáng của ngươi đã đến rồi. Amen. Sự sáng của ngươi đã đến rồi. Và khi chúng ta dấy lên và sáng lòe ra, thì cái câu cuối cùng đó là một kẻ rất nhỏ trong vòng các ngươi trở nên cả ngàn, một kẻ hèn yếu nhất trở nên một dân hùng mạnh. Ta đố nã làm điều đó đúng thời của nó. Amen. Amen. Nếu chúng ta không dấy lên và sáng lòe ra thì không có thể có như vậy được đâu. Nhưng mà hãy dấy lên và sáng lòe ra, bởi vì lửa của Thánh Linh, lửa của Ngài lễ vô cùng đã đổ xuống trên mỗi đời sống của chúng ta rồi. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. À, một sư Đinh Hồng thì ông thấy khải tượng cách đây 14 năm rồi, ông thấy rằng là mấy vé máy bay về Việt Nam là không còn mua không được nữa, cháy vé đó. Ông cũng không hiểu như thế nào. Thì Chúa nói là không phải người ta về Việt Nam để đi du lịch, nhưng mà họ về Việt Nam để nhìn thấy Đức Chúa Trời hành động trên đất nước Việt Nam. Amen. Amen. Và vừa rồi, đại hội vừa rồi là một cái đại hội có nghĩa là lần đầu tiên là hơn 300 người từ các quốc gia trên thế giới đã đến Việt Nam để cầu nguyện. Amen. Amen. Đó là khởi đầu, đến Việt Nam để cầu nguyện, để mà
mà Chúa phóng hưng trong Đông Nam Á, Chúa phóng hưng trong nước Việt Nam của chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện và khi các tôn giáo của Chúa đến Việt Nam mà cầu nguyện thì đem có sự phóng hưng đến đất nước Việt Nam của chúng ta, đem có sự phóng hưng đến từng người một trên đất nước của chúng ta, nhất là trên hội thánh của Đức Chúa Trời, và từ đó hội thánh của Chúa sẽ bùng nổ ra. Amen. Chúng ta thấy tại sao một cái trường đại học ở Mỹ, chúng ta lên thăm viếng họ, họ quỳ gối, họ cầu nguyện, họ cầu nguyện và đem lại cái sự phấn hưng rất lớn trên đất nước Mỹ bây giờ. Bây giờ nó lan rộng hơn 30 điểm rồi. Tại sao các thanh niên, những người mà họ rất là yêu mến thế gian, họ phải nói là rất là nguội lạnh, nhưng mà bây giờ họ nóng cháy, họ quỳ gối, họ kêu cầu với Chúa, họ thờ phượng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời, và từ nơi này cho đến nơi kia nó lan rộng ra khắp nơi. Đó là việc mà Thánh Linh hành động, đó là việc Thánh Linh làm. Amen. Nếu chúng ta là những con người mà thật sự không được phấn hưng trong tấm lòng của chúng ta không có đầy dạy cái sự vui mừng, đầy dạy Thánh Linh trong tấm lòng của chúng ta, thì chúng ta thấy rằng họ sẽ cầu nguyện rồi thờ phượng thì như thế chứ có gì đâu, có gì đâu mà hay, có gì đâu mà phước, phải vậy không? Nhưng mà tôi nói với bạn chị em rằng là khi chúng ta được Thánh Linh thấm biến của Đức Chúa Trời, chúng ta quỳ gối, chúng ta khóc lóc, chúng ta kêu vang với Đức Chúa Trời, chúng ta thờ phượng với Chúa Trời, và chúng ta phải nói là vui sướng vô cùng, và chúng ta tiếp tục và tiếp tục, chúng ta không bao giờ bỏ buổi chốn thờ hết. Trong Chúa thì chúng ta thấy thì cũng cầu nguyện, cũng thờ phượng, cũng nghe lời Chúa vậy, và không có gì khác đâu. Nhưng mà một người không được phóng hưng, một người không đầy dạy Thánh Linh, không đầy dạy sự vui mừng, chúng ta xem rất là bình thường, không ạ? Nhưng mà người có sự thông biết của Thánh Linh Đức Chúa Trời rồi, không bình thường chút nào. Tại sao những người thanh niên họ đang vui tươi trong thế giới này, họ có một sức sống của giới trẻ, họ biết bao nhiêu điều họ phải làm, nhưng mà bỏ việc, bỏ học luôn để mà cầu nguyện để thờ phượng Đức Chúa Trời? Bao nhiêu cái cuộc phóng hưng khắp nơi trên thế giới chúng ta biết được, tất cả đều chạy đến Đức Chúa Trời, đến nỗi người ta không biết cái chỗ nào ăn năn, họ chạy đến cái đồn công an đó, họ kéo nguyên cả đoàn người đến đồn công an, rồi bây giờ chúng tôi thấy chúng tôi tội lỗi quá, chúng tôi phải làm gì đây? Rồi cuối cùng công an phải chở thuê xe chở thẳng vào nhà thờ để cho một sư hướng dẫn họ. Công an họ biết làm gì đâu. Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ hành động. Amen. Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ làm việc cái mỗi đời sống của chúng ta. Và cái điều chúng ta biết được rằng là Thánh Linh sẽ kêu gọi đời sống của chúng ta, sẽ kêu gọi chúng ta bước vào. Và điều thứ hai là chúng ta tìm kiếm Chúa. Amen. Chúng ta nhớ điều này. Abraham, Chúa kêu gọi để ra khỏi quê hương của mình, và Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho họ trở nên một dân hương. Amen. À, có những người được Chúa kêu gọi, Chúa sai bảo làm điều này và điều kia, nhưng mà có những người tìm kiếm Chúa hết lòng, tìm kiếm Chúa và Chúa phán dạy, Chúa bảo họ phải làm gì. Chúng ta có hai điều. Những người làm việc trong công ty của mình sẽ vâng theo lời của Chúa. Mà khi vâng theo lời của Chúa thì sao? Làm điều phải và công chính để Chúa có thể thực hiện lời Ngài đã hứa với Abraham. Amen. Nếu chúng ta được có lời hứa của Đức Chúa Trời, nếu chúng ta đã ra khỏi quê hương rồi, ra khỏi nơi thờ lại hình tượng rồi, nhưng mà chúng ta không dạy dỗ gia đình của chúng ta là kinh khủng. Bởi vì Chúa hứa cái gì Chúa làm đấy. Chúa bảo là khi nghe ngươi nghe tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm theo thì mọi phước lành phải giáng lên ngươi. Amen. Amen. Nhưng mà nếu ngươi nghe tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà không làm theo thì sự rủa xả sẽ giáng trên ngươi, bệnh tật sẽ đeo đuổi ngươi, những cái bệnh tật mà không ghi trong cái sách này nữa cũng sẽ giáng trên ngươi. Có lẽ ngươi bị diệt mất hoặc là đau đớn là kinh khủng vô cùng, phải không? Chúa kêu gọi chúng ta này là chúng ta được phước là một vị vua của vũ trụ kêu gọi chúng ta đi với Ngài. Nếu một vị vua trên đất nước thôi
Khi vợ chúng ta đi theo ông ta thì chúng ta có thấy phước không? Có ai từ chối không? Tôi tin chắc rằng là nếu ông tổng thống kêu vợ này đi theo ông, nghĩa là phụ tá thì ông thì không ai từ chối rồi đó, phải không ạ? Nên một vị vua của toàn thế giới, một vị vua của cả vũ trụ đây mà kêu gọi chúng ta đi theo là đã được phước rồi, chưa nói nhận cái gì. Amen. Nhưng mà trong đám đó chúng ta đầy dẫy mọi phước lành, đầy được sự bảo vệ, được sự ban phước. Ai đụng đến chúng ta là đụng đến con người của mắt ngài, ai đụng đến chúng ta rủa xả chúng ta là bị rủa xả, thì quá được phước, phải không ạ? Nhưng mà đi theo là phải có lời, cho đi theo mà bước thì làm sao? Amen. Có nhiều người theo Chúa mà không chịu ăn lời, nói là Chúa khó quá, không ăn lời được, vẫn còn làm theo đường điên ý điên của chúng ta, thì làm sao chúng ta được phước, làm sao gia đình của chúng ta được phước? Chúng ta nhìn như vậy đó, nhưng mà thật sự lời Chúa luôn luôn ứng nghiệm trên đời sống của mình. Chúa rất là công bằng. Amen. Chúa rất là công bằng. Ai yêu Chúa nhiều, làm theo điều răn của Chúa ban thưởng. Amen. Chúa mở ra mọi phước lành để chúng ta có thể thừa hưởng. Nhưng mà yêu Chúa ấy thì nhận ít thôi. Chúa rất là công bằng, mà nếu mà không làm theo lời của Chúa thì chẳng nhận được cái gì. Nhưng mà có thể Chúa nói rằng là đầy tớ gian ác, Chúa giao một ta lâm mà không chịu làm, lợi cho ta lâm đó mà để chôn giấu. Chúa nó quăng ra ngoài nơi khắp lót và miệng kiến kiến răng. Nên chúng ta cần phải amen và vâng theo lời của Đức Chúa Trời. Vì ta đã chọn Abraham để người hướng dẫn con cháu và gia nhân theo người vâng giữ đường lối của Chúa, làm điều phải và công chính để Chúa có thể thực hiện các lời Ngài đã hứa với Abraham. Ngài hứa điều gì thì Ngài thực hiện điều đó, nhưng mà phải có điều kiện. Amen. Đó là dòng dõi của Abraham phải vâng theo lời của Ngài phán dạy, thì lời hứa của Ngài mới có thể thực hiện được. Nếu không vâng lời thì Ngài không thể nào thực hiện được. Amen. Bảo vệ không? Lời hứa đã có sẵn rồi. Chúng ta có thể trở nên một dân lớn, chúng ta có thể trở nên một người được vinh hiển, chúng ta trở nên một gọi là mua phước cho nhiều dân tộc. Nhưng mà điều quan trọng đó là hãy thực hành lời của Chúa. Từ chính chúng ta, gia đình của chúng ta, tất cả đều phải vâng phục lời của Chúa, sống ngay thẳng công chính trước mặt Đức Chúa Trời, thì lời đó sẽ được ứng nghiệm trên đời sống của chúng ta. Amen. Và một điều nữa mà Chúa nói ở đây, trong đoạn 22, Chúa gọi Abraham, Chúa nói là hãy giao Isaac, con một của người, là cô đẻ thiêng cho ta. Đứa con mà Chúa hứa, Chúa ban cho, bây giờ có nó rồi, bây giờ Chúa bảo là dâng cho Chúa, là cô đẻ thiêng. Abraham có làm không? Không. Đây là một cái quyết định táo bạo. Phải không? Quyết định ra khỏi quê hương là một quyết định táo bạo rồi. Mà quyết định dâng Isaac, mà chọn 14 thì ông quyết định dâng 1/10 cho Chúa. Phải không ạ? Ông quyết định dâng 1/10 cho Chúa. Bây giờ ông phải quyết định dâng Isaac là một đứa con một của mình, đứa con yêu dấu nhất. Đã già rồi chỉ có một đứa con như vậy, nhưng mà bây giờ phải quyết định dâng cho Đức Chúa Trời. Làm của lễ thiêu có nghĩa là để trên đống lửa rồi thiêu nó, như một cái của lễ mà dân Israel đã dâng con chiên, con bò dâng lên cho Đức Chúa Trời. Và ông sẵn sàng dâng cho Chúa. Khi ông chất củi lên và ông trói Isaac, ông đặt lên củi, thì trong câu số 12 nói rằng thiên sứ bảo đừng giết đứa trẻ, cũng đừng làm gì nó cả, vì bây giờ ta biết ngươi kính sợ Đức Chúa Trời và không tiếc con ngươi của ta.
dù là con một của ngươi. Vì bây giờ ta biết ngươi kính sợ Đức Chúa Trời và không tiếc con ngươi với ta, dù là con một của ngươi. Tấm lòng của tổ phụ của chúng ta quá tuyệt vời, quý vị. Quá tuyệt vời. Không tiếc con một của mình với Đức Chúa Trời. Chúng ta có yêu Chúa như vậy không? Nếu Chúa phán bảo chúng ta dâng cái gì quý nhất cho Chúa, chúng ta có dám dâng không? Vừa rồi có một sư ở Indo, ông kể lại rằng là ông ở Indo thì nó rất là phước, rất là tốt, gọi là ở một nơi an toàn. Nhưng mà Chúa bảo vào có một cái nơi gì, Bôn Tam gì đó, một cái nơi mà rất là nghèo, đó thiếu thốn, rất nát. Nơi đó Chúa bảo ông đến đâu, ông nói chẳng, con tưởng là Chúa đã đưa con đến một cái nơi nào tốt đẹp, Chúa đưa con đến nơi đó. Nhưng mà ông vâng lời Chúa, ông đến nơi đó và cảm ơn Chúa Trời từ một nơi rất là nghèo nàn lạc hậu. Và bây giờ hội thánh ông đã mấy ngàn người rồi, xây dựng những cái tòa thánh của mình để thờ phượng Đức Chúa Trời quá lộng lẫy, quá thiên nga, và làm cho một cái vùng đất đó trở nên giàu có. Bởi vì sao? Người trở nên một nguồn phước cho dân tộc, cho nhiều dân tộc. Amen. Người trở nên nguồn phước cho nhiều dân tộc. Chúng ta đến đâu khi Chúa sai phái đến thì chúng ta sẽ là nguồn phước cho dân tộc ở đó. Amen. Rồi nó sẽ lan rộng ra khắp nơi, khắp chỗ khác, nhiều dân tộc sẽ được phước qua đời sống của chúng ta. Chúng ta là người của Đức Chúa Trời, là người mà có Đức Chúa Trời ở trong, có Đức Chúa Trời đồng hành, và người mà được Đức Chúa Trời ban phước, người mà được Đức Chúa Trời yêu mến. Ngài sử dụng chúng ta nơi nào thì nơi đó sẽ được tự do, nơi đó sẽ được giải phóng, nơi đó trở nên giàu có. Bởi vì phước lành mà Đức Chúa Trời ban cho Abraham qua đời sống của chúng ta, và qua chúng ta nhiều người sẽ được phước. Amen. Amen. Và Chúa nói như thế này, lần thứ hai, từ trời thiên sứ của Chúa gọi, lại gọi Abraham lần thứ nhì mà bảo: ta đã lấy chính ta mà thề, vì con đã làm điều ấy, không tiếc sinh mạng đứa con, chỉ là một con một, nên ta sẽ ban phước hạnh cho con, gia tăng dòng dõi con như sao trên trời, như các bãi biển, và dòng dõi con sẽ chiếm lấy tổng thành quân đình, tất cả các dân tộc trên thế giới sẽ nhờ dòng dõi con mà được phước, vì con đã vâng lời ta. Lần thứ hai, thiên sứ từ trời phán bảo: ta đã lấy chính ta mà thề, vì con đã làm điều ấy, không tiếc sinh mạng đứa con, dù là con một. Ngài nói một lần thứ hai, Ngài nói là ta lấy chính ta mà thề. Amen. Amen. Có nghĩa là qua cái việc làm của Abraham là dâng con một của mình, không tiếc con một của mình dâng cho Chúa, thì Chúa lấy chính Chúa mà thề, và Chúa sẽ hành động, Chúa sẽ ban phước, dòng dõi con sẽ thắng hơn thành quân địch, dòng dõi con như sao trên trời, như các bờ biển. Amen. Dòng dõi con sẽ làm cho nhiều người được phước, vì con đã vâng lời ta. Amen. Hội thánh của Chúa vâng lời Chúa chừng nào thì Chúa đã ban phước cho đó. Amen. Mà hội thánh của Chúa thật sự yêu Chúa trên tất cả mọi điều, không có tiếc gì đối với Đức Chúa Trời, thì chúng ta tin rằng Ngài cũng không tiếc gì đối với chúng ta, và Ngài sẽ làm nổi dậy chúng ta, Ngài sẽ ban phước cho chúng ta, Ngài làm cho hội thánh của Chúa như sao trên trời, như các bờ biển. Amen. Hội thánh của Chúa sẽ trở thành một dân lớn và trở thành nguồn phước cho nhiều dân tộc khi chúng ta hành động một cách vâng phục lời. Tôi thấy các hội thánh người ta đã kinh nghiệm Đức Chúa Trời của mình, kinh nghiệm được lời hứa của Đức Chúa Trời, họ dâng hiến một cách rất là rời rộng, rất là mạnh mẽ. Tôi nhớ lại một sư Cho Dân Ghi,
Khi ông xây dựng một cái nhà thờ có 14 tầng, một nơi rất là lớn, và khi xây dựng như vậy, đến tầng thứ 7 thì Hàn Quốc bị sụp đổ cả chứ. Ông định tự tử. Nhưng mà khi ông định tự tử như vậy thì Chúa nói rằng: ngươi là kẻ hèn nhát, ông giúp mình, ông trồi dậy. Ông ra trước sân nhà thờ thì ông thấy dân sự của Chúa họ kéo đến bao quanh nhà thờ. Họ la lên là: cứu mục sư chúng ta, cứu mục sư chúng ta. Rồi có một cái bà già nghèo khổ nhất, có một cái đôi đũa, một cái muỗng, một cái chén ăn cơm thôi, bà đến và dâng cho mục sư. À, mà mục sư nói: không được, tôi không thể nhận được. Mà nếu tôi nhận là bà lấy cái gì bà ăn? Bà nói rằng: tôi ăn bóc cũng được mục sư ơi, không có sao hết. Và một cái người già cả như vậy dâng cái chén, cái muỗng, một đôi đũa thì làm cảm động một thương gia mua cái chén, đôi đũa và cái muỗng đó 30.000 đô la. Và sau đó thì Chúa hành động cách rất là lạ lùng, đó là tất cả công dân của Chúa, ai có sổ đỏ, ai có sổ đất, sổ tiết kiệm, dân hết, và họ thuê chung cư họ ở, bán nhà luôn, dân hiến để xây dựng. Và cảm ơn Đức Chúa Trời, có nghĩa là hội thánh của Chúa, tất cả mọi người dâng điều tốt nhất cho Đức Chúa Trời, sẵn sàng dâng y sát cho Đức Chúa Trời. Amen. Và Chúa đã làm cho hội thánh của mục sư Trân Nghi từ một cái nơi mà gọi là ổ chuột đó, bây giờ là một nơi giàu nhất CEO. Amen. Tất cả dân sự của họ đã dâng hiến cho Đức Chúa Trời, đã đi giàu nhất CEO. Chúng ta cũng được giàu rồi, chúng ta có lòng dâng hiến, nhưng mà chưa đến cái chỗ mà dâng y sát cho Đức Chúa Trời. Amen. Phải vậy không? Tôi tin chắc rằng là Chúa sẽ kêu gọi chúng ta dâng y sát cho Đức Chúa Trời để Chúa làm cho chúng ta nổi dần, Chúa làm cho chúng ta vinh hiển, và Chúa làm cho chúng ta trở nên nguồn phước cho nhiều dân tộc. Amen. Sẵn sàng không quý vị? Amen. Ngày hôm nay thì coi như là tổng hậu cứ kêu gọi mà nhiều lúc mà chúng ta cũng rất là phiền lòng, có cái kêu gọi hoài à, mà tôi thấy mấy cái việc đó nó rất là nhỏ, chưa có lớn vậy, chưa ai bán nhà, chưa ai bán hay gì đó để mà dâng hiến cho Đức Chúa Trời. Có một số người thì cũng đã đeo lấy con tay rồi mọi thứ có thể dâng cho Đức Chúa Trời rồi, nhưng mà nó vẫn còn rất là lác đác rải đác thôi, chưa có mặt mày lắm. Nhưng mà hội thánh của Chúa mà sẵn sàng dâng y sát như đó ra, được tươi như chắc là Đức Chúa Trời đã làm việc vô cùng lớn lao cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Ai đó, cá nhân nào đó sẵn sàng dâng y sát cho Đức Chúa Trời sẽ sử dụng họ, và Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho đời sống của họ để mà dâng dỗi, sẽ như sao trên trời, như các bờ biển, dâng dỗi sẽ chiến thắng cửa thành quân địch, và Đức Chúa Trời sử dụng người đó trở thành một nguồn phước cho nhiều dân tộc. Và Đức Chúa Trời muốn cả hội thánh của Đức Chúa Trời trở thành nguồn phước cho nhiều dân tộc, chứ không phải một vài người. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Hội thánh Phúc Âm Toàn Đại Việt Nam, chúng ta sống bởi đức tin, và chúng ta cũng được các cấp chính phủ họ cũng biết được, họ nói rằng là hội thánh Phúc Âm Toàn Đại Việt Nam đúng trên chân của mình, còn các hội thánh khác còn phải tài trợ từ nước ngoài, nhưng mà Phúc Âm Toàn Đại đứng trên chân của mình, không biết hết. Và chúng ta hãy cứ đứng trên chân của mình, hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã cung cấp cho chúng ta. Amen. Người nào đó cung cấp cho chúng ta một thời gian rồi người ta không thể là mãi mãi được đâu, nhưng mà Đức Chúa Trời chúng ta là không bao giờ thay đổi. Ngài cung cấp là Ngài cung cấp, Ngài đổ phước là Ngài đổ phước. Phần 3 Cô-lô-se nói rằng là phước lành của Abraham sẽ đổ xuống trên là những người tin. Amen. Phước lành của Abraham, những gì mà Abraham có, Abraham có đức tin, Abraham trở nên nguồn phước cho nhiều dân tộc, thì bây giờ phước lành của Abraham sẽ tuôn đổ qua đời sống chúng ta là hội thánh của Đức Chúa Trời. Amen. Những gì mà Abraham có, chúng ta có. Amen. Amen. Và chúng ta có nơi Chúa
Chúa Thánh Giêsu của chúng ta là dòng dõi của Abraham, thay mặt xác là Chúa Giêsu là dòng dõi của Abraham, phải không ạ? Qua sự vâng phục của Chúa Giêsu, qua cái sự gọi là dân Isaac, Đức Chúa Trời đã phó đến con một của Ngài, Ngài phó dân Chúa Giêsu cho chúng ta, bầu thánh đã tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa của mình, và qua Chúa của Thánh Giêsu chúng ta trở thành nguồn phước cho nhiều nhân loại, và hãy hành động. Amen. Hãy hành động bằng cách có thể dâng phần người cho Chúa, rồi chúng ta dâng hiến xác cho Chúa, chúng ta sẵn sàng từ bỏ tất cả những gì của đời sống cũ để chúng ta đi theo Đức Chúa Trời, thì chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ sử dụng chúng ta trở thành nguồn phước cho nhiều dân tộc. Amen. Amen. Xin mời anh chúng ta cùng đứng lên và tôi sẽ dâng lời cầu nguyện cho quý vị. Chúng ta sẵn sàng để dùng tiếng thánh. Cảm ơn Thánh Linh của Chúa là đấng ở với chúng con. Chúng con tin rằng Thánh Linh của Chúa lãnh đạo hội thánh Môi-se, Ngài lãnh đạo từng người một, và chỉ có tiếng phán của Chúa, lời của Đức Chúa Trời làm cho dân sự của Chúa có đức tin, và qua đức tin đó họ biết chắc và họ sẵn sàng thực hành lời của Đức Chúa Trời, sẵn sàng vâng phục để rồi đời sống của họ sẽ hưởng được mọi lời hứa của Đức Chúa Trời. Chúa ơi, xin Chúa ban phước lên tất cả những người chủ gia đình, là những người cha người mẹ, họ vâng phục Đức Chúa Trời, họ dạy dỗ gia đình, tất cả những người trong nhà của mình vâng theo Đức Chúa Trời, làm điều công chính ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời, để lời hứa của Chúa sẽ được thực hiện trên chính gia đình đó, trên chính dòng dõi đó, bởi vì Ngài hứa rằng ai yêu mến Chúa thì Ngài sẽ ban phước ngàn đời cho những người nào yêu mến Ngài và giữ gìn điều răn của Ngài. Khi chúng con vâng lời, gìn giữ điều răn của Chúa thì phước lành từ đời Ngài đổ xuống trên chúng con. Khi chúng con vâng lời Chúa và thực thi những gì của mạng lệnh Chúa thì Ngài ban phước cho chúng con. Ngài nói là Ngài sẽ làm nổi dân chúng con, Ngài làm cho chúng con trở nên một dân lớn, và Ngài sẽ ban phước cho chúng con, và chúng con sẽ trở thành cùng phước cho nhiều dân tộc. Ngài sẽ bảo vệ chúng con, ai rủa xả chúng con sẽ bị rủa xả, ai chúc phước cho chúng con sẽ được ban phước. Chúng con cảm ơn Ngài vô cùng, cảm ơn Đức Chúa Trời vì lời của Ngài quá nhiều kỳ trên đời sống chúng con. Ngay giờ này con công bố rằng lời của Ngài là thánh linh và sự sống, đủ cả mỗi quý ông bà anh chị chúng con được ghi vào trong tấm lòng của chúng con là bản thích của chúng con, và thánh linh của Đức Chúa Trời tiếp tục làm cho lời đó sống động, sống động, và lời đó làm cho mỗi một người, Chúa ơi, hành động theo lời của Ngài. Họ hành động theo lời của Ngài ngay bây giờ họ hành động theo lời của Ngài, bởi vì lời Ngài là thần tính và sự sống cho họ. Lời Ngài họ tin quyết, họ tin chắc, bởi vì những gì Ngài phán hứa thì Ngài có quyền làm trọn. Không một ai vô tín qua lời của Đức Chúa Trời, nhưng mà ai nấy đều tin cậy lời của Đức Chúa Trời. Và chúng con thấy được rằng là Chúa đã kêu gọi Abraham ra khỏi quê hương, và ông đã ra đi, và dòng dõi ông trở nên một dân lớn, và ông trở nên nguồn phước cho nhiều dân tộc, thì điều đó đã được ứng nghiệm hoàn toàn trên thế giới này rồi. Thì chúng con tin vào lời của Đức Chúa Trời phán hứa với chúng con, những gì mà Ngài phán dạy, những gì mạng lệnh của Ngài ban cho chúng con, amen với lời của Đức Chúa Trời vâng phục, thì chúng con tin rằng Đức Chúa Trời cũng làm cho chúng con trở nên một dân lớn, và làm cho chúng con trở nên nguồn phước cho nhiều dân tộc. Hội thánh Môi-se trở nên nguồn phước cho nhiều dân tộc. Hậu thánh của chúng con sẽ đem nguồn phước cho nhiều dân tộc. Chúng con đi đến đâu đem phước lành đến đó. Con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Cha. Cảm ơn Cha. Chúa Cha tiếp tục thánh chứng ở cùng và hậu thánh của Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.